Mời các bạn đón xem hiệp thứ 3 trận chung kết giải bóng nữ, bóng chuyền nữ của ngành giáo dục giữa hai đội Đức Đồng Hải Phú và đội Nam Nhân Lý Nông Trường. Hiệp này là Nam Nhân Lý Nông Trường phát bóng. Phương. Rồi, đánh bóng đẹp, điểm cho Nam Nhân Lý 1-0. Hai thủ bóng hay, đánh bóng ra ngoài đội và một đều. Bỏ bóng không qua lưới, đổi và điểm cho đội Nam Nhân Lý 2-1. Quả này ngược đó. Chưa qua lưới. Đổi điểm 2-2. Số 14 chứ nó thuần mu à. Đánh bóng 200 đội Nam Lý 3-2. Nhân thuần mu hay thuần mơ đó. Thuần mu à. Mu hay cái này. Ôi trời. Đánh bóng đẹp, đổi 3 điểm cho đội Hải Phú 3-0. Cố gắng Hồng ơi, Hồng cố gắng. Đây giới thiệu cú chồi. Bóng đẹp, điểm và đổi cho cùng Nam Nhân Lý 4-3. Đánh bóng chưa qua lưới, đổi và điểm cho đội Đức Đồng Hải Phú 4-0. Đánh bóng chưa qua lưới, đổi và điểm cho đội Đức Đồng Hải Phú 5-4. Lấy ra của mình ơi. Mặc bóng luôn. Đang nóng, rung này. 5-0. Lục khu vậy. Chết tới Ngô Tí.
đừng dây mà con mua giải ngươi nữa. Mình làm đi chứ. Trời ơi, cái chỗ người ta phát bóng bằng cái danh của nó lên ạ. Đổi và điểm cho Nam Nhân Lý 7-8 rồi. Đó tên đi. Đang đò đúng bưng ngược vô. Mà đang đò là bưng ngược qua cho quay camera vì cả nhà này. Úi cha là ngồi gần đây nữa rồi. Ôi nào. Để bóng rơi tự do. Chính bảy rồi. Ai đây? Nguyệt à? Rồi, đánh bóng đẹp. Đổi ba điểm cho Nam Nhân Lý 8-9 rồi. Khó rồi. Đợi bóng không? Chính đều. Chính đều. Vô đây. Đánh bóng đẹp. 19. Cầu đi lên là ok thôi. Hãy
để bóng rơi tự do. 11 9 sát rồi. Rồi. Để bóng không qua lưới. Đội cho đội 10 11. Đánh không rồi. 12 10 đi đấy đi. Thúy ơi, Thúy khởi động Thái. Thúy ơi, Thái mua bắn ngoài. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho đội Nam Nhân Lý 13 10. Rồi, đỡ bóng hồng 14 10. Đánh bóng đẹp. Đổi 3 điểm cho Đức Đông Hải Phú 11 14. mười hai mười bốn. Bóng ghê không có. Chứ là cao nhiêu để cao tốt hả? Ôi trời. Rồi. 15 12. Trâu vô. Ôn. Lần nữa. Ngửa ra. Thay bề mạc quá không? Rồi. Đó khai mạc rồi. Quá chấn quá. Quá rồi. Anh ta phải sức lên khó chứ. Rồi. Ngoài, trời ơi, ngoài mà cứu. Quả gót rất là đẹp. 17, 12.
giải mở bóng đẹp. Mười ba, mười tám, rồi bằng mười lăm tay à? Rồi, bỏ bóng bóng qua lưới, điểm cho Đức Long 24-18 rồi. Đỡ bóng hồng 15-18. Hồng này tuyệt vời. Đánh bóng tuyệt vời. Rất là hay của cầu thủ Bắc Á số 9. Tuy nhiên các cầu thủ đang tâm lý 19-15. Đức Anh Hải Phú xin đồng ý kỹ thuật lần thứ hai hiệp đấu thứ ba. Lưới rồi. Rồi, đỡ bóng hồng. 21-15. Hiện tại cùng Nam Nhân Lý đại trận 21-15 rồi. Rồi, để bóng rơi tự do. 22-15. Đỡ bóng hồng đổi và điểm cho đội Nam Nhân Lý 23-15. Ok. Nước, quả bóng nước rồi. Ăn rồi. Một 16-23.
chương trình Nam Nhân Nữ 24-16. Hai lăm mười sáu hai cây qua cùng năm nhân lý đà danh giải vô địch tuyệt vời. Rồi mời các bạn sẽ đón xem phần hiệp hai của đội Nam.